quý vị các bạn, thầy đã trở lại bên đây rồi quý vị. Khi mà trở lại bên đây là quý vị sẽ bắt đầu chương trình, bắt đầu nhất. Vì nghe cái bài cuối cùng nó nói gì quý vị? Nó nói về cái lý trí của con người. Một cái là cảm tính, yêu mà không cần biết, mà người đó là đuôi mù, khuyết tật hay là nghèo hay là hẹn. Nhưng mà gia đình mình sẽ không bao giờ để cho mình lấy những người như vậy. Thì cái bài nhạc đó chỉ là cái bài nhạc thương mại thôi. Yêu mà người ta ngoại đạo thì mình vẫn lấy người ta, mình vẫn giữ cái đạo mình. Thì đó, cái yêu thương đó là một cái yêu thương nó có tâm. Thà mình lấy cái người ngoại đạo á, để mình không sống trong cái địa ngục, mình bị thằng chồng mình vũ phu, mình bị con vợ của mình đi, nó còn hạnh phúc hơn là mình sống với cái người cũ mà người ta cứ hại hiếp mình, tại vì người ta hổ tiền mình. Em, tiền nó hết rồi, cho em đi nhậu với mấy anh bạn. Trời ơi là trời, ông về chưa biết hỏi tiền đi nhậu á, ông bỏ bê con cái rồi. Mấy đứa nhỏ nó cần có cha học hành. Trời, chuyện nuôi con bà nói mà bà thích lấy chồng để con cho tôi, đẻ được cho bà hai đứa, bà tôi sanh tôi đẻ cho bà được hai đứa, nên giờ tôi phải có thời gian cho bạn tôi. Thì cái mặt mình nói về người phụ nữ cùng phải nói về giới thanh niên đàn ông cũng vậy. Ủa, anh đi làm xong rồi bây giờ anh đi nhậu không được hả? À, anh đi nhậu tôi đâu có cấm đâu. Nhưng mà nghe mấy đứa bạn của anh nó về, mỗi lần mà anh cho chó ăn chè ha, con nhỏ nào nó gọi điện thoại vô lộn số của anh, tôi đang nằm kế bên nửa đêm nó có ren hoài làm sao vậy? Quý vị có nên nghĩ mình sống trong cuộc tình đó không? Mà lúc đó rồi mới đổ thừa, ô tại vì là anh khác đạo em, khác đạo anh, chuyện xảy ra không phải quý vị. Cái đạo ở đây Chúa Phật chỉ giúp cho mình làm cái thiện thôi, tránh cái ác thôi, chứ không phải Chúa bắt cái người kia bỏ đạo, mình cũng bỏ đạo để theo cùng một cái đạo mà lý tưởng là giữa hai đó có thể kiềm chế được, kiểm soát được, là mình không lôi cái đạo của mình chửi Chúa, mình lôi đạo của mình chửi ông Phật. Một trong những cái tội mà mình lôi Chúa Phật mình chửi ra, thần thánh nó quánh mình thấy mẹ đó. Tại vì chưa thấy đụng thì cũng nhiều lắm rồi. Có các em mà thắc mà đọc bàn thờ thử đi, bữa nào thằng khùng nữa coi nó say rượu lên đập bàn thờ đâu biết, rồi một cái ngày nào nó què chân què tay, cuối cuộc đời nó nghĩ ra trời nghiệm đúng rồi. Thằng này nó cái thằng mà đập bàn thờ. Quý vị, khi quý vị đứng đụng tới cái tấm thần linh mà quý vị hỗn láo sắc sược thì quý vị cũng đâu coi con người ra gì, phải không? Thầy là thầy, em là em, nhưng mà thầy tôn trọng em, lúc nào thầy cũng A Di Đà Phật, và thầy phát cho em cái tâm lớn. Mà ba cái đức lớn nhất là gì? Em có cái trí tuệ để em thấy được cái nào đúng cái nào sai, em có được nhiều phước đức để em kiếm tiền, tấn tài tấn phát tấn lộc. Chứ đâu thầy đâu có nói A Di Đà Phật thầy kêu em đi theo đạo Phật đâu. Mà khi cái người đạo Phật á, thường người ta nói mô Phật, nó ngắn gọn, người ta A Di Đà Phật là người ta chúc phúc cho em đó. Các em lại không hiểu, nói trời ơi, sao nó ráng lên A Di Đà Phật? Cái điều tối kỵ ở bên Mỹ gọi là hate crime. Người ta tôn giáo của người ta, mà em đem tôn giáo của người ta, em đem giỡn, em đem Chúa Phật giỡn, em bị ở tù á. Tại bên Việt Nam chưa có cái luật là ở tù là bị đem tôn giáo của người khác chọc ha. Mình đủ mấy thằng mà kỳ thị tôn giáo bị bắt nhốt hết rồi. Thằng là sợ lắm. Thầy kể câu chuyện cho em. Tại sao cái thằng bạn người Mỹ đó nói Ở bên Mỹ đàn bà, phụ nữ là number one, là số một. Con nít, trẻ con, nhóc tì, con nít mà dưới 18 tuổi chứ không phải là 1, 2, 3 tuổi. Hạng nhì, number two, con cho, con đo, con mèo, con cat, con dog, con cat, animal, number three. Trời ơi, con thơ đồ á. Con rắn mà mình nuôi á,
mà cái con cọp con hổ trong nhà mình nuôi mà nó ốm đói, con ngựa mà nó ốm đói, cái hội bảo vệ súc vật bắt mình đi ở tù á, nuôi con gà ở ngoài ngoại ô mà không trúng miệng bắt mình đi ở tù á. Súc vật là number three, con thầy và em xin lỗi, hạng chót number one, one one gì mày, 100 là 100. Ủa sao tao tụi mình khá hạng á, thầy ơi ở bên Mỹ nó là như vậy đó, thầy đừng bao giờ đánh vợ thầy chửi được. Con sao tao dám chửi đâu mày, mà nó hét rồi tao bỏ chạy rồi. Quý vị, câu chuyện có thiệt quý vị, ở một cái tiểu bang mà gọi là Washington State, hai vợ chồng mà gây lộn với nhau mà cảnh sát tới bắt một trong hai đứa. Rồi kể từ đó là hai người không dám gây lộn nữa, một là dọn qua Texas ở chứ không ai dám ở đó, bởi ở đó đàn ông đàn bà hiền lắm, không dám gây lộn. Hỏi sao vậy quý vị? Mỗi lần nó tới nó gõ cửa bắt, hỏi một trong hai đứa đứa nào hy sinh. Thường cái thằng chồng hy sinh chứ con vợ, cái ông con vợ thì nó không chịu im lặng, nó nói đó nãy ông gây tôi đó. Rồi vậy mày muốn tao bắt chồng mày, tao bắt chồng mày đi. Mà người nào bêu vợ mình ra, bêu chồng mình ra cũng là con vợ. Tại ngu ngu dạy ba lần mất chừng 10.000 20.000, mất chừng 100 triệu tự tự nhiên nhớ. Thầy muốn quý vị cầu nguyện dùm cho một cái linh mục ở Houston, Texas. Ngài đang bị COVID-19. Tại vì Ngài hầu cũng như linh mục, như kiểu linh mục phó đó, cha cha mà làm phó đó, cha xứ mà người Mỹ, cha xứ chết bệnh COVID, cha xứ chết, nhưng mà giờ thí dụ thầy đang làm, cái người phụ tá của thầy mà đưa bài vở để quay phim hoặc là quay phim gần thầy thì cha Việt Nam là phụ, cha Việt Nam bị lây luôn. Rồi mấy người trong parishioner khoảng 7 người bị. Một nhà thờ đó thầy đã từng trình diễn qua. Thầy chưa bao giờ thấy mấy thầy chùa bị mà thấy toàn là linh mục đều bị không. Mình nghe nhiều nhất là linh mục bên Ý, không có việc linh mục Việt Nam, rồi thầy có nghe một vài ba linh mục ở Việt Nam bị nhưng mà cũng qua khỏi. Còn đây linh mục ở Mỹ, sống nước Mỹ mình nhưng mà mình người Việt thì mình làm trong một cái nhà thờ lớn mà nhà thờ đó của Mỹ, thì cha Mỹ là cha xứ. Còn cha Việt Nam á, thì lo mấy cái buổi thánh lễ cho người Việt Nam mình. Mà cha xứ chính của cái nhà thờ đó thì ông bị chết vì bệnh COVID-19, có nghĩa là bệnh COVID đó quý vị, bệnh dịch COVID. Thì mình lấy cái tâm ra thôi, chứ không phải là đạo Phật, đạo Chúa đâu. Cả thế giới này chìm đắm trong cái bệnh dịch. Thì một sự cầu nguyện của em cho cha Việt Nam thôi. Cha Việt Nam bị nhiễm. Tại người ta còn có thân nhân của người ta đây nữa. Mình nêu tên cha lên thì chắc không ai dám đi cái nhà thờ đó. Thôi mình cũng tôn trọng người đó. Cha Mỹ tên là Don, cái vị Don Kirk hay gì đó. Tại vì mình nói tiếng Mỹ thì cộng đồng Mỹ nó cũng chả có vào để lắng nghe đâu. Tự nhiên mình nói nhà thờ Việt Nam một cái là cả người dân trong đó 300-400 người bỏ chạy tị nạn qua mấy nhà thờ đó. Họ mở từ tuần trước rồi quý vị. Rồi một tin khác nữa, ở Missouri, cái người làm tóc đó, thì khi mà 2-3 tháng mà không đi làm hết tiền rồi thì anh ta vì hết tiền thôi không được khỏe cũng đi làm giờ mình nhiễm cho cả trăm người kiểu vậy. Thì hoàn cảnh toàn là thương tâm vì cái nghèo đó thôi, chứ không chả có muốn gây ai, chả có muốn gây nhiễm ai. Thì cũng như thầy nói với quý vị, ngày hôm qua là lúc mà thầy
thầy muốn thức dậy mà thức không được. Thầy cũng lo sợ lắm, thầy nói trời ơi, có những điều mình chưa làm được, mình chưa về gặp mẹ mình được để mình trả ơn, mình chưa về mình cho ai được cái gì mà tự mình đứng mình phát. Các em nhờ các em phát giùm cho thầy không à, thầy phải tự tay thầy đi phát. Rồi thầy mới nhắm mắt lại. Trời, trong một cái giấc mơ giấc mộng đó, thầy cầu nguyện quá trình thầy niệm Phật để thầy thoát ra, thầy nó chắc chết rồi. Khi quý vị chìm trong một cái giấc ngủ sâu rồi đó, quý vị thấy lại hết tất cả mọi người là biết là mình sắp chết rồi. Chết này mà cái chết cô hồn thiệt, mình không biết mình bệnh gì mà mình chết, mà mình chưa làm được gì cho ai hết. Thầy không nói để gỡ, thầy nói để các em để biết thương yêu mọi người xung quanh. Dẫu người ta có làm lỗi làm gì cho mình thương cái người đó, không phải thương cái lỗi lầm của người đó. Mình chỉ thương cái người đó có mặt ở trên cái trần gian này, họ cũng là con người như mình. Dù có những cái gì bất tương đồng đi nữa, họ chỉ là con người thôi, chứ họ chưa là thánh. Thì có những cái hành động của họ tạo lỗi lầm làm cho mình đau buồn thôi. Thầy không giỏi hơn các em đâu. Rồi thầy chào Luân Vương Tài Thiện, thầy chào Trần Thanh Phong. Các em cứ nghĩ đi, một ngày nào đó em nằm vẫn không dậy nổi, 3-4 ngày sau, nếu mà ai mà tới nhà gõ cửa, em mở không được, mà em la không được, rồi em nằm đó em chết. Cái đó mới là cái đau khổ nhất của đời người. Bởi vì mỗi ngày thầy đều niệm Phật, niệm Chúa. Thầy còn khuyên người khác niệm Phật, niệm Chúa nữa. Để vì khi mình ra đi, còn có người mở cửa vô lấy cái xác mình trước khi mà cái xác mình nó rửa nó một. Rồi ai dám tới thăm mình nữa. Không phải kiếp này hay kiếp sau, mình chết là chết cho thanh tao. Mà cái con COVID này nó giết người, nó giết đa số là người già nhiều. Quý vị, nó đóng thêm đến 10 tay tháng 6 không phải lý do quý vị. Nó nói rõ ràng, hai người đàn ông, một người 80 mấy tuổi và một người 70 mấy tuổi, thì 80 mấy tuổi, 70 mấy tuổi chết là đúng rồi. Không chết vì COVID, thì những chết gì á, cái đường hô hấp không thở được, đó là bệnh nát rồi. Nhưng mà nó đổi thừa COVID, nó không cho mình ra được. Mình là người mạnh khỏe thì nó bắt mình bịt miệng, bịt mũi, khó thở. Còn cái người á, mà bệnh nó cho thở, nó không bịt mặt, bịt mũi, coi như là người tù á, thì nó thả ra. Mấy thằng trong tù nó sợ, trong tù mà COVID giết mấy thằng tù, cái xã hội gì nó ngượng kỳ lạ. Tù thì nó thả ra, mà người mạnh khỏe trong nhà, nhốt ở trong nhà, bị dân chống quá chứ. Đến nỗi mà ông Trump ông nói bây giờ là phải mở lại, mở lại cho người ta đi lại, người ta hít thở không khí. Quý vị, thầy buổi trưa nay thầy đi mua đồ ăn, thì qua một cái công viên đầy người hết. Tại sao người ta tới công viên? Tại công viên có cây xanh, người ta thở dễ hơn, không có bụi bặm. Mà khi không khí, quý vị đi gần công viên nó có cây xanh là oxy, mà có oxy mình thở dễ hơn, đúng không? Chưa bao giờ thấy một cái năm mà nó đầy căng thẳng không quý vị? Thầy chào mọi người, thầy biết là mọi người vẫn khỏe, mà thầy khỏe là thầy lên đây. Thầy lên đây á, nhưng mà thầy vắng mấy ngày không phải đâu quý vị. Mấy ngày đó thầy có lên cũng ai vô hết á. Thầy đang chờ nó mở lại. Nó mở lại cho mấy cái Facebook của thầy bị chặn hết rồi. Thì trước khi các em xuống là mở bấm giùm, để cho nó đủ credit được đủ 100 người. Ngày mai mới là cái lớp chính thức có người, còn bây giờ thì dạy một mình. Ngày mai cái lớp em sẽ thấy nó có tiếng cười. Còn đây thầy cười của mình cho thầy thì nó trơ trẽn, đúng không quý vị?
tự nói tự cười. Thành ra lúc nào quý vị còn thấy thầy niệm Phật á, thì các em còn sống lâu dài dài, còn có tiền có lộc. Ngày nào mà thầy lên mà thầy im như hết, thầy không chào ai, thầy tự nhiên những học thầy khác thôi. Rồi bây giờ tao giàu, tao cần trời Phật gì nữa mày? Chúa mà tao còn không tin nữa, nó chi Phật? Đó, mấy thằng đó mới là quý vị cứ lên chửi nó dùm cho thầy. Chứ ngày nào mà quý vị thấy là thầy còn Gia Di Đà Phật, thầy chào tất cả mọi người, các em phải mừng dùm cho thầy. Thầy còn có đạo để thầy bớt ác đi, thầy còn nghĩ được cho người khác, thầy nghĩ được cho các em. Đó, tụi bay ngu một chuyện, tụi bay tao lên đây chỉ tụi bay làm chi? Cho tụi bay học lớn, nó khó đâu. Thầy muốn các em phải giỏi bằng thầy, hoặc là ngang ngửa thầy, nghe chưa? Để còn kiếm tiền về có tả có sữa cho con của mình, dư tiền thì giúp cho cha mẹ, cha mẹ là người sanh đẻ ra. Thầy không biết cha mẹ của các em là, nhưng mà thầy vẫn phải có cái lòng thương người là cái đi trước. Còn anh em quý vị thì thầy miễn. Những người nào mà thầy biết họ giúp cho gia đình quý vị, cho cha mẹ, thì thầy cảm ơn những người đó. Chứ theo kinh nghiệm của thầy, anh chị em không bao giờ giúp thầy hết. Tin thầy đi. Cũng như vấn đề mà mẹ ghẻ đi quý vị. Đứa con của mình nó sợ là bà mẹ kế, tại vì đâu phải con tôi rồi đánh. Nhưng có nhiều trường hợp như vậy, chừng 100 trường hợp, chỉ có 2-3 trường hợp là mẹ ghẻ mà thương con thôi. Cho hiếm lắm, đừng có đi lại cái dòng nước. Quý vị có thấy con cá mà cái dòng nước chảy gì mà nó nhảy lên không quý vị? Cái nó có, chứ không phải có. Nhưng mà nó có vẻ ngược đời lắm. Ở đời đừng đi ngược với cái dòng chính. Người ta làm sao mình làm vậy, người thấy người ta làm thiện mà làm vậy. Nhưng mà đừng có tin cộng sản, rồi nói chùa ba dạng là mấy ông thầy chùa trong trọng là sư cộng sản hết. Thì tôi ghét mấy ông nào A Di Đà Phật, cái đó là tụi cộng sản nha. Đừng có hiểu lầm A Di Đà Phật. Rồi tôi thấy mấy ông cha quốc gia, tôi thấy mấy ông mục sư, cái đó chuyện họ làm, họ bịa ra để đàn áp tôn giáo. Rồi thì chúc tất cả quý vị khi học cái trống này thông minh hơn, giỏi hơn. Cho thầy khuyên các em vào lớp thanh nhạc quá chừng, mà mỗi lần người dạy lên thanh nhạc không thấy đứa nào vô phê bình câu nào. Hôm qua thầy có trả lời cho Minh Thành, thì Minh Thành hỏi một câu là em đang hát gì, thầy nghĩ em nó hay hay không hay, thầy nói hát thì hay thiệt, nhưng mà em bị cái hược hơi nhiều, không biết cậu ta nghe làm sao. Đang ở trên máy bay đang hướng về Houston, hy vọng là sẽ ghé thầy, mà không ghé cũng sao, vì thầy là chỉ là một trong những ông thầy trên cái Houston này có hàng vạn người. Giỏi hay dở tùy theo cái người tiếp thu thôi nha quý vị. Các em mà thấy cái điều gì ở thầy mà giúp được các em, cứ vào mà học. Thầy đã post cuốn từ số 1 đến số 18 là ngày hôm nay. Mình còn một đường dốc rất là dài quý vị. Mình có thể gặp nhau cả năm trời. Và cái lý tưởng hơn, mà khi mà thầy đặt được bước chân về Việt Nam, hy vọng lúc đó Việt Nam mình đã không còn cộng sản nữa, thì thầy dạy luôn ở bên đó cho quý vị cả tháng trời, trước khi mà thầy trở lại Mỹ. Tại gia đình thầy là cũng thuộc loại có chút tiếng tăm. Các cháu thì làm trong ngành điện ảnh, ngành ca hát. Nó có sẵn sân khấu, nó có sẵn dàn nhạc. Nó chỉ cần các bạn thay thầy lên, thầy có show thôi. Thì thầy trình diễn thôi. Từ cái Việt Nam, Huế, Sài Gòn, Hà Nội sắp đặt được. Gia đình thầy cũng tương đối giàu, trả tiền được mấy cái show, không đến nỗi nào mà chỉ về Việt Nam chơi không, mà chả làm gì được. Mục đích là về thăm lại mẹ mình, để trả thọ, không gánh mẹ được, không cõng mẹ được. Nha quý vị. Thầy cũng như các em thôi, cũng là con người, cũng có cái lỗi lầm. Nhiều lúc ăn to nói lớn là tại vì mình ngàn trống đánh bụt bụt, làm sao mà nghe. Tiếng nhạc nó lớn quá, thì thầy phải la, phải hét lên.
Chứ còn người thầy rất là bình thường. Thầy chống cho tha nhân hơn là thầy chống cho thầy. Nhiều lúc trong nhà còn có ngàn, còn có ngàn đô là khoảng 20 triệu phải không quý vị? Mà thầy xài sao 980 còn chỉ 20 cuối cùng. Còn 20 cuối cùng cho thầy. Nhưng mà thầy vẫn sống. Thầy nghĩ là Chúa Phật không có để cho cái người, con người thầy nghèo đói đến nỗi mà không có tiền đi mua đồ ăn. Rất dễ kiếm tiền, nhưng mà rất là dễ, người ta rất dễ bỏ đi. Chỉ vì một lý do, người ta không muốn sự thật. Là người ta đánh quá tồi, hay người ta đánh quá giỏi. Khi mình khen người ta giỏi, người ta đi học rất là lâu. Nhưng mà khi người ta hỏi mình thì mình có tâm mình trả lời: thầy, em đánh biểu trắc hay được không thầy? Thầy vừa mới nói: trời ơi, đánh có được đâu, đánh sai hoài à, mà nói thì sợ em buồn. Vừa mới nói người ta bỏ đi rồi bắt thầy. Nhưng mà tại vì thầy niệm Phật nhiều quá đó các em, thành ra ai hỏi gì thầy trả lời, người ta buồn người ta cũng bỏ thầy đi. Nhưng mà không sao, tại cái duyên nó đã hết, chứ không phải là lỗi của em đó. Tại em đó phải có can đảm hỏi thì phải chịu đựng cái thử trả lời. Giờ thầy hỏi em nè, khi ai mà tới hỏi em: anh có thương em không? Em có thương anh không? Quý vị chỉ trả lời không nè. Hỏi em làm được gì cho anh, anh làm được gì cho em, rồi tôi sẽ trả lời. Cái người đó không dám. Thương thì cái thương nó rất là dễ. Mình gặp cái người đã cảm mến, nói chuyện được, có duyên, ăn nói, lịch sự. Không cần người đó có tiền nhiều, không cần có người học đến cao, nhưng mà cái cách trả lời, cái lễ nghĩa của ta làm cái gì cảm mến, cái đó đầu tiên. Và thầy, hầu như tất cả người thầy, thầy vừa mới niệm Phật xong, tự động cái người đó, họ dù có quạo quọ cách mấy đi nữa, họ cũng trở thành một cái con người rất là hiền diện. Thầy là quý vị không sợ để đối diện một cái con người độc ác hay một con người mưu mô xã hội. Nếu mình chịu khó mình niệm Phật, niệm Chúa, thì cái người đối diện của mình, cái ác quỷ cũng trở thành một người bình thường. Nhưng mà các em thấy được điều đó rồi thì các sư thường nói cái gì? Quý vị, thầy vừa mới học được cái này thôi. Có thể là thầy nói các em không tin, nói quyền các em. Làm sao mình biết cái người đó mà sanh từ cõi trời, nói gì đạo Phật ha, làm sao mình biết người đó là người sanh từ cõi trời mà tái sinh xuống cõi trần này? Cái dấu hiệu nào mình thấy cái người đó? Vì thường nghe người ta nói tiên mắt đọa, có nghĩa là những người phụ nữ. Tại sao những người phụ nữ đẹp mà người ta hồng nhan bạc phận? Người ta là tiên nữ ở trên trời đó, không phải là người ta làm ác, người ta bị xuống. Hết duyên hết phận, đúng ngày đúng tháng, không muốn tu nữa. Tại cõi trời quý vị, cõi trời á, vẫn vẫn còn yêu đương quý vị. Nhiều lúc quý vị không hiểu nè, thầy ba xàm, đúng rồi thầy ba xàm. Nếu mà thầy ba xàm thì tất cả tại sao trên thế gian nào em xấu mà có người đẹp? Mẹ ngổn tức mà, mẹ nó còn muốn cái thằng trai đẹp, muốn con gái đẹp mà không được. Tại vì em đâu từ cõi trời đâu mà em nghĩ là em đẹp hơn mọi người, mà em cục mịch nữa. Rồi thầy chào Lý An Thuận. Thầy chỉ đọc tên em không đúng thì thầy vẫn không có bỏ dấu nha. Lý Thuận An hoặc là An Thuận. Nếu mà Thuận An là nữ mà An Thuận là nam. Muốn biết cái người đó mà từ cõi trời xuống dễ hiểu. Người đàn bà thì trông tướng thật là đẹp, người đàn ông thì ăn nói lịch thiệp,
hai cái sai là người từ cõi trời đi mắc đọa, đúng không quý vị? Tại cõi trời có cõi trời dục giới vẫn còn yêu đương nhau. Chính vì cái cõi trời mà sắc dục người ta mới đọa xuống đây. Thường quý vị thường nghe nói là cõi trời đau lợi phải không? Lâu lâu nghe mấy thầy đau lợi, đau đấy phải là đau gươm đâu mà lợi phải lợi đó. Thí dụ cái tên miền của mình nó là Phan Rang, Phan Rí, Phan Thiết, phải giải thích cho rõ ràng. Người ở Phan Rang rất là dễ thương, mỗi lần mà họ cọc cằn á, họ cầm cái chảo họ phan ra mà trúng quý vị là chết. Thành ra đừng lấy mấy bà Phan Rang, lấy mấy bà Phan Rí. Tại sao vậy? Tại vì bà có tiền, bà giữ bà Rí ra không, bà giữ hết. Còn bà Phan Thiết, Phan Thiết nhà bà ở toàn là mái tôn mái thiết không à, nắm thấy mẹ không, muốn phan nào cũng được hết. Cái đó là tên miền thôi. Thì cái cõi trời của mình á, cõi trời đau lợi, cõi trời đau sức, thì người đẹp lắm, đàn ông đàn bà thân hình tướng nữ đẹp lắm. Thì mà biết mà họ sanh lại cái cõi của mình thì cái người đẹp, người thanh tao, với việc nhìn nó đi tự nhiên quá nè, chứ không phải là nhìn theo kiểu mà đường sắc dục của trần trang mà lẳng lơ cũng có. Rồi thầy chào luôn Thuận An ha, Thuận An ha, lại anh Thuận, em ghi dùm cho thầy, em ghi tiếng Việt bỏ dấu dùm cho thầy. Biết người ta từ cõi trời để làm gì? Thì tất cả những người đó đều làm phước thiện đó. Cái tâm của người ta là gì? Cái tâm Bồ Tát là gì? Không cần phải mình tu hành ăn chay niệm Phật thành Bồ Tát, mà tâm Bồ Tát là tâm của người cõi trần có lòng nhân tâm như Bồ Tát. Thường những người làm từ thiện thì ta nói trời chỉ có tấm lòng Bồ Tát, chứ không phải là mình là Bồ Tát, mình Bồ Tát sống phải. Mà thân tướng người ta đẹp lắm, thì mình biết làm sao người từ cõi trời. Tất cả những người đẹp là gì? Thì đọc rõ ràng trong kinh của Phật nói, chỉ một chuyện nhỏ thôi mà nó có liên quan với vấn đề đẹp. Vậy là em là người nữ hay người nam? A Di Đà Phật, Thuận An. Vậy là người, nếu mà thầy đoán là Thuận An là người nữ mà tên thật là đẹp, thôi đẹp từ cái tâm trước là được rồi. Thầy thường nghe cô mà nói thì thầy không có chạy tội được. Con làm cô ngồi với thầy, cô nói con biết tại sao thân tướng con đẹp không? Con nói trời, con mà đẹp gì, con mà cạo đầu sâu con xấu như ma lè, mấy con nhỏ nó chạy hết đó. Thầy cô cười quá chứ, cô nói con đẹp lắm á. Cô đi tu mà cô nói là con phải nghe. Nó nói trời ơi, vợ con nó còn xấu xí lắm. Cô ơi, cô mà nói để bữa nào con dẫn vợ con lại mà cô mà nói trời thầy Thành rất là đẹp, sao mà con nói là chồng của con xấu, chắc là vợ con cười mà bể bụng mà té xuống sàn. Thầy A Di Đà Phật á, thầy A Di Đà Phật triệu lắm. Thầy nói thầy, cô ơi con xấu lắm, tại vì ngày xưa con không được như vậy đâu, nhưng mà tại vì con niệm Phật để cái hình tướng con, người ta thấy cái tâm con chứ không phải người ta thấy cái túi tiền của con. Thấy con có tài về chơi nhạc, con muốn người ta thấy từ tâm tâm của con làm được gì cho xã hội, con làm gì cho người xung quanh, chứ không phải là tại vì con là một ông chủ phòng trà. Quý vị thân nhớ là khi quý vị lại mấy người đại gia, mấy người chủ tiệm vàng hay là chủ nhà in hay là chủ sạp hay là cái người nào có tiền, quý vị nói trời ơi sao bữa nay anh đẹp quá, trời ơi bữa nay chị của tôi đẹp quá, mà bà xấu nhưng mà đẹp không? Không ai gì nào Phật, câu chuyện nó có thiệt. Em là nam hay là nữ? Thuận An là
Nếu mà An Thuận là nam mà Thuận An là nữ phải không? Thầy xin lỗi nếu mà em là Đạo Thiên Chúa, cho thầy xin lỗi nha. Thầy không biết là nam hay nữ. Làm sao biết người ta từ cõi trời xuống dễ lắm. Tất cả những hình tướng của những người nam hoặc là người nữ mà khi được người khác mà khen đẹp là quý vị có một chút xíu gì từ cõi trời xuống. Mình nôm na mình nói là tiên mất đọa, đúng không? Cái thứ hai nữa để ý dùng cho thầy, khi gần người đó, khi gần người đó, người đó có một cái hương thơm mà không cần sức dầu thơm. Nhưng mà đúng hay sai thầy mới nói chứ. Thì thầy đã gần nhiều người không sức dầu thơm, mà rõ ràng những người á mà che giấu sau cái dầu thơm mình biết liền. Tại vì người ta cõi trần, người ta cõi trần, người ta phải sức dầu thơm mới vậy. Hay như vậy đó. Bây giờ đừng có để cho thầy ngửi ai hết á. Mà thầy ngửi nó trời ơi, bà này bảo là cõi trần, hỏi là trời ơi ông này á, trời ơi ông nhậu nhẹt mà ông hôi dễ sợ, chắc là từ kiếp mà xuất vật lên. Quý vị, từ cõi mà súc sanh á, ngạ quỷ mà lên á, mà lên được cõi người á, khó lắm đó quý vị. Nhưng mà từ cõi trời xuống cõi người, người ta vẫn còn cái hương thơm, nỗi sợ không? Thành ra gần một cái người nam hay người nữ mà người ta mùi thơm, mà mình đi chơi với người ta lâu á, để em xúc dọc thơm, hỏi là người thơm gì vậy? À em là channel number 5, cái đó không phải người từ cõi trời xuống đâu. Người từ cõi mây si xuống, từ cõi mấy cái tiệm mà đắt tiền xuống, chứ không phải cõi mây si xuống. Oh, A Di Đà Phật. Rồi, thầy quen biết em, thầy xin lỗi. Vợ thầy cấm không được quen người nữ nữa. Hình như mấy bữa trước thấy là em có vô xin vào cái site của thầy, mà thầy sợ mà chứa thêm một cái, thầy đã có 4.099 mà muốn mà nhét em vô nữa đó. Thì vợ thầy nói hay là Facebook của thầy nói, trời, con nhỏ nào mà tên Thuận An nữa nè. Thầy cạo đầu rồi. Thầy cạo đầu rồi. Mà cũng bị ghen nè. Rồi, làm thế nào mình biết người đó cõi trời, người ta có cái hương thơm? Đúng rồi vị. Mà cái bà nào mà bà tên Hương nữa, bảo đảm chắc là phải từ cõi trời xuống. Cái vị nào mà lỡ thầy có đụng chạm mà tên Hương, tự động biết nha. Là tại vì cái không tự nhiên mà mình mang cái tên Hương đâu. Cái này là mấy thầy nói, thầy nghe thuyết pháp xong rồi thầy kể lại cho quý vị. Làm thế nào để biết một chúng sinh mà từ cõi trời xuống cõi trần, cái người đó ăn nói thanh tao nhã nhặn, họ không có cọc cằn, họ là bạn của mọi người, dễ mến lắm. Nhưng mà họ bị đọa xuống, họ hết cái kiến rồi. Cõi trời là sắc dục, đau lợi, đau sức gì đó, tưởng tưởng, không tưởng gì đó. Rồi có một đứa bạn nói, thầy ơi, con nhỏ bánh mía năm sau nó đẹp dữ cho thầy nữa. Trời ơi, con nhỏ đó tao biết mà. Rồi thầy cũng biết nó hả? Nó từ cõi mía xuống. Trời ơi, nó đẹp như mía vậy, nước da nó ngâm mật. Ủa sao thầy biết tương tận như vậy? Thầy gì nó nói tao, anh ơi, thầy uống ly nước mía đi, bảo đảm đó. Thầy uống ly nước mía của em là thầy nhớ em luôn đấy. Thầy có vợ mà sao nói kiểu gì kỳ vậy? Em đừng có nói á, vợ thầy nó biết rồi, nó nhéo thầy đêm nay là thầy ngủ một mình nữa. Thầy nói, đừng có giỡn nghe chăng, Lan ơi Lan, tao làm ơn, tao lạy mày Lan ơi, tao tu rồi đó. Vậy mà con Lan đâu, con Lan đâu bao giờ cho thầy đâu quý vị. Hy vọng là thầy không phải người từ cõi trời xuống, mà vợ thầy là người từ cõi trời xuống.
hai cái mà các em thấy người từ cội trời mà sanh đọa ở trong mình, cái người đó hình tướng phải đẹp, đúng không? Quý vị nào mà nhìn gương và thấy mình đẹp, mà nghe khoảng những chúng sanh không phải là dòng họ của mình, bạn bè của mình, nói sao chị đẹp quá vậy, sao anh đẹp quá chị, mà sao em nghe bị vợ anh nói là đi nói anh xấu xí mà sao anh thấy đẹp vậy? Và lúc đó mình hơi nghi, mình nằm suy nghĩ, trời ơi chắc cái con nhỏ bánh mía này nói tôi đẹp, chắc là nó đam mê tôi, không phải nói gì. Rồi có người hỏi thầy phải từ cõi trời xuống, nói nó bậy bạ, thầy cũng bị trang như em có gì đâu, thầy cũng có tay có chân, có hai cái chân, có hai con mắt, có mũi. Hỏi này thầy nói như đâu phải tả con người, đâu tả con chó con mèo, thầy có gì không, thầy phải mơi chỉ có một cái là thầy cũng có cái đuôi. Hỏi sao vậy? Trời, nếu thầy có cái đuôi thầy thành con khỉ rồi. Quý vị, các em là từ cõi trời xuống, có những em rất là đẹp, những em rất là dễ thương, nhưng mà không ai giải thích được cái kiếp trước kiếp sau của em. Thầy mình xứng đáng là người từ cõi trời xuống. Khi mà thầy sư mà giảng rồi thì thầy mới nghiệm lại, tất cả chúng ta đều ở cõi trời đi xuống, nhưng mà vì phạm một cái lỗi lầm gì tạ sanh xuống, rồi không giữ được phận từ cái cõi trời đi xuống là ngạ quỷ súc sanh. Thì mình không yêu thương mọi người xung quanh, mình đọa thèm, mình đọa trong địa ngục. Địa ngục của mình tự create, rồi lúc đó mình thoát cái cõi trời, là mình đang ở cõi trần. Mà tại sao cõi trần chứ không phải cởi trần nha. Thầy mà cởi áo ra nữa tụi em bỏ trại nô. Cõi trần chứ không phải là cởi trần. Tại sao súc vật, ngạ quỷ súc sanh nó hôi, đúng không? Em gỡ dần con chó trong nhà mà em không tắm, con mèo không tắm, đúng phải nó hôi. Mà khi nó hôi là nói nó là cõi súc vật, ngạ quỷ súc sanh. Trừ khi nào con chó đó là cha mẹ ông bà con của mình, nó tái sanh lại cõi người, nó muốn ở gần mình để nó bảo vệ mình. Sợ chưa? Chưa sợ. Quý vị có thấy một bà chủ mà bà ôm con chó, bà yêu thương như chồng con của bà không rời. Đâu có biết kiếp trước là người chồng nguyện một kiếp trở lại thành vợ chồng, nhưng mà giờ không thành vợ chồng, thành con chó mà bản năng nó trong tay. Mà cái nghiệp gì ông trở thành con chó vậy? Tại ông keo kiệt, lúc nào cũng sợ người ta chiếm đồ, chiếm vàng, chiếm bạc, tiền bạc, ông chết mà ông còn tiếc, ông đọa sanh làm con chó. Nhưng mà hên, con chó này mà đi qua nhà hàng xóm chắc nó chết, nó bị ăn, mà vô lại tay người vợ yêu quý. Thì nhờ bà vợ thấy được chồng mình là con chó, mới cầu nguyện giùm mình sau khi con chó chết để trở thành lại cõi người. Phải nhờ mười phương chư Phật, mười phương chư Tăng, mười phương Pháp. Rồi, thầy chỉ cho các em biết, các em cũng từ cõi trời chứ không phải là gì. Thầy rất là yêu thương những người mà kém may mắn, tiền mắc đọa. Bởi vì ta gọi là chữ hồng nhan bạc phận nha. Thường đa số những người đẹp như các em thường là phải gian dở một lần tình cảm, hay là dù bất cứ một cái gì ra đời, những bà khác, cô khác thấy em đẹp ghét, đúng không? Trời ơi, mình thấy mọi người cõi trời đó, tôi mà thấy người nào biết người cõi trời tôi lạy á, tôi quỳ xuống tôi lạy để tôi được phước á. Thầy quỳ xuống, thầy sẵn sàng quỳ xuống lạy, nếu thầy biết ông đó là ông Thắng, thầy biết đó là Đức Giáo Hoàng, thầy biết đó là Đức Đạt Mai, thầy lạy đó. Thầy mình gặp được những người đó là mình gần Chúa, mình gần Phật. Thì các em biết rõ ràng tại sao á, trong cung vua, ông vua ổng có 1000 bà cung nữ, mà má của mình, ông nội, ông ngoại, bà ngoại của mình đưa vô cung thời đó mà bị đuổi về là mình cũng thuộc lỗi con của vua chúa, nhưng mà mình là cái bà mà ông vua
dòng tộc của mình, bà ông vua một cái chắc cái bà đó là 939 chứ không được là người số 9 của mình tiễn vô cung. Người ta tiễn cả ngàn người, bởi vì người đó ở trên đảo của mấy người ở Huế là toàn là thuộc là dòng tộc không phải, người dân gian vẫn ở bên ngoài. Vua đi lấy vợ, vua đi ra ngoài, vua thấy một cái bà này đẹp, cái đem về trong cung làm vợ mà. Cái đó thì quá ác phải không? Tại cái chế độ mà vua đó ngày xưa cứ nghĩ mình là con trời cũng bậy luôn. Vua làm gì con trời? Con trời muốn làm bậy thì làm. Đúng không? Nói cho các em hiểu thêm cái đạo thôi. Các em thấy mà các cô mà bên Thiên Chúa Giáo không? Đẹp dễ sợ không? Nhiều lúc mình tới đi nhà thờ đó mình mê trời ơi, Chúa ơi, hỏi gì? Thưa Chúa, con là người ngoại đạo, nhưng mà con tin có Chúa ở trên cao. Đúng những cái bài mấy mà các ông nhạc sĩ nói hay không? Đẹp từ tấm lòng ra, người ta từ cõi trời xuống. Quý vị, Phật có một kiếp á, Ngài á, là tu ở bên đạo Bà La Môn, chứ không phải là tu bên đạo Phật. Ngài quán xuyến được hết phép của bên đó hết. Nhưng mà có một lần Ngài đi qua cái làng của Bà La Môn, người Bà La Môn mà không biết gì, ra nhổ nước miếng vào mặt Ngài. Một vị đệ tử của Ngài A-la-hán nói rằng: dạ thưa Phật, Ngài làm cái gì mà dân Bà La Môn quán vậy? Nói: ủa, con không biết là ta kiếp trước ta cũng đã là từng là người Bà La Môn sao? Nhưng mà Ngài chỉ khuyên tất cả quý vị chúng sanh là gì? Trời ơi, nó nhổ nước miếng là chuyện của nó, chứ còn mình đi qua mình vẫn phải đi qua. Thành ra trong cuộc đời này đó quý vị, ai bức xúc quý vị, ai làm nhục quý vị, ai nâng quý vị lên cảm ơn người ta, ai làm nhục cũng cảm ơn nữa. Thì họ chọc mình, họ khảo mình, họ khảo cái mình có tánh của con người, tánh của người trời hay không. Trời chọc người khác mình, ai mà chọc tôi lấy dao tôi chém, tôi lấy súng tôi bắn. No. Họ chọc mình, họ chọc cái ma quỷ trong lòng mình. Chứ các em đều là từ cõi trời xuống. Nhìn lại dung tướng hình nhan, tại sao có những người càng sang càng đẹp càng cao thẩm mỹ? Ủa, vậy mấy người đó có cõi trời xuống? Trời ơi, em hỏi thầy có. Mấy người mà đẹp thẩm mỹ cũng có cõi trời mà trợ trời. Ra cái chợ trời là cái chợ đời đó, chứ cõi trời nào đâu mà mấy người đẹp trên nó cõi trời xuống hết chứ. Trời ơi, tiên mắt đỏ, tiên nó ở ngoài trời trời, chợ mà chợ trời chắc phải. Hiểu một cái nghĩa mà nó hài chút xíu. Cái áo cái lên làm nó làm thầy tu dĩ nhiên là không. Thầy đánh một bài trống cho các em coi, em nó hay quá, thầy là hay quá. Hay quá, có con khỉ. Tao đánh hàng ngàn lần, tụi bay đánh có một lần à. Đúng không? Tới thầy đạt được 40 triệu mà các em 400 lên còn không nổi nữa. Tính từng cái ví dụ rồi đi. Chẳng qua nó chỉ là kinh nghiệm thôi. Rồi thầy chào luôn hồi hiếu răng. Cái tấm lòng của em đẹp là em có cái tấm Bồ Tát. Hãy kể một câu chuyện xưa rồi em relay cái đạo Phật của mình. Đạo Chúa cũng tốt. Nếu mà thầy đem ra thánh kinh là thầy ở bên đạo của vợ, trả vợ thầy là bên đạo Chúa. Nhưng mà thầy nói nữa là mốt thầy thành ông cha rồi à, ai vào đây học nữa? Ai gì đạo Phật, amen. À, quý vị biết không? Làm sao cái cô đó mà cô mù mắt, mà da cô thật là trắng. Câu chuyện nó là như vậy. Một thở nọ, quý vị có Phật một mắt, quý vị, ông Phật đó chỉ có một mắt thôi. Chỉ vì một phút sân si, sân si, sân hận, mà Ngài gọi là Phật một mắt. Độc giác, độc là một, giác là con mắt. Rồi thì chào luôn như ý nguyện nhé. Thì khi mà một vị sư trụ trì ở trên núi mà nói với một chú tiểu,
Con ơi, con đi xuống dưới cái sông đó. Nhà mấy mé bờ sông đó, có nhiều Phật tử đó. Xin thầy miếng một bùn non ở nhà ven sông của cái cô tên Lan đó đi, cho quý vị dễ hiểu. Chứ giờ mà thầy nói tiếng Tàu hả, tiếng Nhật, ồ, cái cô đó là Xí Dù Quần. Bởi vì chắc là Xí Dù Quần là gì đó, là phấn vũ sĩ. Trời ơi, thầy đâu có cách làm sao thầy nhớ tên được. Thôi, cái cô đó tên Lan này. Tại sao cô Lan cổ đẹp mà cô bị mù quá? Bà vị sư chủ trì mới sai chú Tiểu. Thôi giờ chú Tiểu ra là Di Thần này, nó dễ. Hiện chú Tiểu nó rắn mắt lắm. Ngày xưa lúc thầy còn nhỏ chưa đi tu thì rắn mắt. Gặp thấy mà bà nào mà cứng cứng cái đầu thì chọt lại vài câu. Nói con ơi, Di Thần ơi, con đi xuống dưới mà cái bờ sông á, có mấy cái sạp á, mà cái cô nào á, mà được duyên con tới, con xin miếng bùn về đến đây trị bệnh giùm cho thầy. Thầy không biết thầy đi làm sao á, thầy nhắm cái hướng sư phụ thầy chỉ cho đi xuống núi, thì gặp cô Lan đó. Cô Lan này cũng tốt á. Cô ơi, cô hỏi gì á chú Tiểu? Cô cho con một miếng bùn mà vét ngay cái chỗ cái sạp của cô, ngay cái chỗ bờ sông. Cái bà nhìn tôi, bà nhìn tôi như là tôi người điên. Ủa, chú Tiểu là ai? Nhánh sông này là của chung chú Tiểu, muốn chú Tiểu ra lấy cho chú Tiểu hỏi tôi chi vậy? Cô ơi, sư phụ của con đang bệnh, mà sư phụ nói chỉ, sư phụ con nói là chỉ ngay cái chỗ của cô mới có cái bùn đó trị bệnh được. Trời ơi, bà đưa cho tôi á. Bà nói ừ, đây nè, vậy là phải chỗ bờ sông này không rồi. Bà bốc lên một lần, bà nói bộ ông đuôi hả? Bộ ông đuôi hả? Ở đây đàn bà quá trời, nó bán buôn bánh bán bên bên cái dòng sông Hàn này, mà tại sao chọn tôi vậy? Nhưng mà thôi, tôi làm phước nha. Cái đồ thứ đuôi mù, tôi đang bận rộn buôn bán vậy mà cũng làm phiền tôi nữa. Trời ơi, thầy giận quá biết thầy đó không? Bà đẹp thiệt. Tôi chọc con mắt của bà bây giờ, móc con mắt của bà. Trời ơi, thầy chưa tu mà, cái vị lúc đó chú Tiểu không biết con mẹ gì đâu. Thầy mới nói, tôi móc con mắt của bà nha. Thiệt quý vị ơi. 100 kiếp sau mà sao thấy cái chú Tiểu đó mà trở thành Phật rồi, thành một vị Phật, có một con mắt. Ghê chưa? Nhân quả có hết. Khi mình nghĩ người ta xấu, mình đòi móc mắt người ta, cái ông tu là ông tu còn mắt thiệt. Đã nói Phật Bồ Tát có thể mà bụp về hồn nó thành con mắt thiệt, nhưng mà cái lòng sân hận nó làm cho gọi là Phật độc giác. Còn cái người thiếu nữ mà tên Lan đó, ngay cái bờ sông đó, cho ông thầy, cho sư phụ của thầy, cho thư phụ của thầy, bà rất là đẹp. Bà rất là đẹp, cho bùn là nghĩa là đen, làn da bà trắng mà thơm tho. Nhưng mà tâm bà đòi móc mắt thầy, bà bỏ ông mù hả? Bà bị mù. Khi mà mình quyền rủa ai cái điều gì á, mình á, nó cắn rứt cái lương tâm. Ủa, người ta đang lành lặn, nó bọn đuôi không thấy đây hả? Ủa, chú Tiểu không thấy gì ở đây hả? Mấy bà này nè, tới sạp bả tôi đang buôn bán đắt cho chú Tiểu tới, tôi phải tiếp chú Tiểu xong rồi tôi mất khách. Nhưng mà thôi, tôi vẫn cho, tại sư phụ phải không? Sư phụ ta gì? Sư phụ mà nói ông Di Thành nữa là tôi không cho luôn. Rồi quý vị hiểu rồi không? Hiểu trong câu chuyện là gì? Bất cứ một cái bài kinh hay là một cái bài giảng, mình chỉ cần đổi cái tên thôi, quý vị xét nghiệm được trong cuộc đời, quý vị cứ giúp cho một người đi. Bất cứ người đó tên Thuận An, tên Khánh Thùy, tên Vương Tài Thiện, tên Thanh Phong, cái người đó kiếp sau trở lại bù đắp cho quý vị 10 lần, 100 lần, đúng không? Quý vị, thầy đang bị bán ở một cái vùng Canada hẻo lánh xa xôi. Khi mà vượt qua cái đất biên giới của Louisiana đang đến đường dưới,
cái máy xe đề không nổ. Trời ơi, đi được từ Nam ra Bắc, đi 2-3 vòng, 5.000 cây số. Cái bản đồ Việt Nam mà quý vị đi từ Sài Gòn ra Hà Nội đi khoảng 10 lần mà tới sát cái nắp sắp tới tiểu bang Texas thì đề không nổ, thì nó chết rồi. Thì nhìn lại 7 giờ tối, giờ này chắc mình ngủ trên xe rồi, mà đứa con nó còn nhỏ, còn có chút xíu rồi mà đi theo, mà đang mùa đông nữa. Nếu mà thầy không làm cái chuyện mà cứu giúp người, ai cứu giúp thầy nữa, mà con còn nhỏ nữa. Quý vị có ông say rượu tới, cảm nhìn sẽ ông nói: "Ê, A Di Đà Phật triệu lần thầy nói láo, thầy gọi địa ngục nha." "Ê, tay nói tiếng Anh, nhưng mà thôi tiếng Anh thì dịch qua tiếng Việt cho quý vị dễ hiểu. Ê, sao mày để ông nổ hả? Tao say rượu rồi, nhưng mà tao biết, tao kinh nghiệm trong nghề. Xe mày bị timing belt, hỏi timing belt là cái dây chen mà nó đều để mỗi lần Vista cái nó kéo cái máy rồi mình đề mới nổ timing belt á. Nó ông ơi 7 giờ mà ông say rượu làm gì giúp được tôi. Ấy, ông lúc đó ông quên quản, tao sai, tao sửa máy tàu, tao biết. Trời ơi, xe của ta xe hơi mà ông nói ông sửa máy tàu. Mà tại sao trời Phật lúc đó biết mà gửi một cái người đàn ông Mỹ trắng tới giúp cho thầy lúc đó 7 giờ tối, mà biết ông nói câu gì quý vị? A Di Đà Phật 1 triệu lần luôn. Câu chuyện có thật để nói cho quý vị biết sợ. Ông sai rượu, nếu mà thầy đuổi ông đi thì gọi cảnh sát cũng được. Thầy nằm đó ngủ, thầy bị chết ở cái tiểu bang đó. Tại tiểu bang đó lúc đó là gì quý vị? 3K KKK Ku Klux Klan. Rồi thầy chào luôn Mỹ Nhi, là dân Mỹ trắng mà giết dân Á Châu nhiều nhất trên nước Mỹ. Tại ngày xưa ở cái tiểu bang Louisiana, người Việt Nam mình làm nghề đánh cá, lấy hết cái nghề ngư phủ của tụi Mỹ trắng lúc mà nó tức, cũng như mình qua bên Mỹ này mình lấy hết cái nghề nghiệp của người ta đi đốt nhà mình, đốt thuyền mình, họ làm cho mình sợ để mình chuyển qua tiểu bang khác. Thì KKK là băng du đảng của bên Mỹ, tội ác rồi. Mà thầy sẽ bị hư ngay cái dùng của KKK, một ông say rượu mà ông nói ông sửa tàu chứ không phải sửa. Ông nói câu đầu tiên: "Ê, mày mua giùm cho tao 6 lon bia đi, tao sửa giùm cho mày. Ở sát đây nè, mày nhảy lên cái xe truck của tao, tao đi mua đồ phạt mày trả tiền." Thì chàng như lời nói, thầy mới nói với vợ: "Con của thầy mới có 1-2 tuổi. Thôi, má sắp nhỏ ở đây nha. Tôi đi với ông này, tôi mua phạt rồi tôi về. Mà thấy tôi cũng về gọi cảnh sát nha." "Thôi, đừng có đi. Trời ơi, mình niệm Phật sao mình sẽ chết? Em đạo Chúa, nó có biết gì đâu." Thì đạo Chúa thì lúc đó bà niệm Chúa chứ gì đâu, tôi chết thì bà nuôi con." Không tin luôn. "Nói tôi phải đi chứ, giờ nằm đây cũng chết à. Mà nghe cái cánh rừng nữa." Trời ơi, cái đó là một cái nha quý vị. Thầy bị lại cái tiểu bang nó một lần nữa. Lúc đó thầy cứ đi không có giọng, thầy đi một mình. Bị thằng bóng nó rượt ở trong cái ngôi ra, rượt ở trong cái rừng. Thầy chạy ra, rượt ở trong cái rừng, chó chạy theo thầy mà thầy không niệm Phật, chó cắn thầy. Đó có câu chuyện thứ hai để ngày mai kể, còn interesting nữa. Thầy hứa ngày mai thầy kể câu chuyện mà bị thằng bóng nó rượt trong ngôi rừng mà thầy thoát được cái tiểu bang nó 2 lần. Một lần là băng đảng KKK, là bản giết người ở bên Mỹ, đảng khủng bố mà Mỹ nó gọi là hate crime, nó giết mình vì tội mình là người Á Châu. Rồi bây giờ kể ngày mai kể cái chuyện của thằng bóng cũng tại một cái tiểu bang lúc mà thầy đi không mình. Số tôi đoán nhiều qua nhiều cái sự chặt lắm. Thầy mua chẳng 6 lon bia, một bộ thun, rồi cái park timing bell. Lúc đó thầy cũng có tiền, vừa mới đi bán được một lần bán là được $5,000.
thì cái đó dì chi không khoảng chừng $200 hay trong cái timing belt của chiếc xe Toyota Supra, và lúc đó cũng chơi ngon. Thời đó là những người có tiền nó chơi Toyota Supra, còn xe xe sport mà mũ đẹp, còn mã đẹp lắm thời đó đó. Rồi dỡ cái mùi lên, ông mở hết cái phạt ra đúng nghĩa trang như vậy. Nhưng mà khi uống đến cái lon bia thứ sáu, cái này tao mệt quá, bây giờ còn thiếu một món nữa, cái range này là cái kềm này nó không có đúng, để mày tao chở mày chạy về nhà. Trời ơi, đứng sửa chở về nhà, tao phải về nhà lấy một cái món đồ nữa tao làm không nổi. Mà cái cây đó phải dài, chứ cái thun mày mua trong tao, cái thun mua cho tao là cái thun là bình thường của cái người bình thường, chứ không phải là của người thợ máy thiệt. Ông nói thiệt, ông dựng lấy cái cây dài hơn để là crack một cái kho ốc nó đi ra. Quý vị biết chưa, tôi với lại nói với vợ tôi là em ơi, nhớ niệm Phật dùm xanh đó. Không là em niệm Chúa dùm xanh đi, em cầu nguyện lần ăn khô dùm anh. Nó để cho thầy đi một lần nữa, đi về nhà mà xe của cái ông KKK kia, quý vị, chở về nhà. Rồi, chết rồi, vô đường chết rồi quý vị. Chở về nhà, mà vô nhà chắc lấy cái súng hay chế cái rượu giết thầy. Thầy nói, ê mày vô tao thay áo chút xíu, tao tắm là cho lẹ, nãy giờ đứng ngoài nắng nóng quá nha mày. Thầy ngồi ở trong nhà kế bên á, thầy rờ lên cái bàn, thầy thấy một cái danh thiếp. Ôi chú cha mẹ ơi, trời Phật ơi, Chúa Phật ơi, Thượng Đế chết con rồi. Để tao là member của KKK, muốn gọi tao cái number này. Trời ơi, thầy té đáy trong quần lần đầu tiên trong trời, thầy đã chích mẹ vô cái ổ của KKK rồi. Mình là cái người Việt Nam bị tử ở đây rồi, mình chết mẹ mình rồi. A-di-đà Phật. Trời ơi, ngài cứu con chứ giờ, bây giờ xe họ chở tới con đây thì con chạy ra rồi nó cũng lấy súng nó bắn con thôi. Vậy mà thầy độ bởi một cái người trời Phật gửi tới, là một cái người du đảng khủng bố của kia, mà họ không thấy thầy là một con người họ muốn giết. Ngày hôm đó các ngài gửi đó địa chỉ để sửa xe cho thầy chở vợ con thầy về lại Texas thôi. A-di-đà Phật. Rồi thầy mới ngồi thầy niệm mật lúc đó. Rồi thầy còn trẻ, thầy nhớ chú Đại Bi, thầy nhớ rất là rõ ràng. Thầy phải nói, mẹ ơi cứu con. Ngồi đó niệm chú Đại Bi, tôi chỉ nhắn ngài Đại Bi tâm đà đã đi. Vừa niệm mà được té đáy trong quần, nó chết rồi. Nó giết mình thôi. Mà thiệt râu ria rùm rào, nón hét đồ gì đó trong nhà nó có hết á. Mà nó chở mình về nhà nữa, nó làm thịt mình. Mà thiệt, mà nó đang sửa xe cho mình, nó thiếu một món, chở mình về nhà. Thầy niệm Phật để thầy thoát được cái người độc ác đó. Tại vì thầy nhớ trong kinh nói rõ ràng, nếu mà niệm Phật không chết đường ác, không bị người ta giết, không bị người ta đầu độc, không bị gì, thì ngồi thầy té đáy trong quần cái gì đó. Thầy chết thì không sao, mà cái đứa con của thầy nó mới sanh nè, vợ của thầy thì còn quá trẻ, mà cổ đạo Thiên Chúa không biết con mẹ gì đâu. Không biết vợ chồng mình chết mà. Thầy nói nếu mà anh đi mà không trở lại nữa, gọi cảnh sát. Gọi cảnh sát, nói anh đi với một người đàn ông Mỹ trắng mà có râu, mà đi một cái xe truck màu đen. Nhớ nha, anh không nhớ license, cứ nói cảnh sát đã đi tìm xác em. Rồi anh chết, rồi báo gia đình bên Việt Nam là nói anh chết rồi, con xin lỗi má, vậy thôi. Thầy biết đường thầy sống chứ. Quý vị, lúc mà thầy ngồi tiệm chú Đại Bi thì ổng đi ra quần áo đàng hoàng. Ủa, mày ngồi đây là mày có đi lục đồ không? Không, tôi không có lục đồ gì của ông. Mà ông làm gì vậy? Ủa, cho mẹ không thấy mấy tao làm cái gì? Thầy nói, nếu mà thầy là cái thằng mà nhát, thầy nói, mày ơi, mày cho tôi lại mày. Chứ lại mày đừng giết tao còn có con tao, tao lại mày. Thầy vẫn tỉnh bơ, thầy nói là trời Phật đã nói rồi, khi mình chết là mình phải đối diện với sự chết. Nó không giết mình, nó lấy dao nó lụi mình, rồi nó kêu cả hàng xóm của nó, rồi nó treo cái xác mình lên như chúa gì. Quý vị, tụi KK mỗi lần mà
mỗi lần mà nó họp thì gì á, nó treo một cái người dân Mỹ hay là dân Á Châu, nó treo đi trang như chúa vậy, rồi đốt lửa ra, rồi nó tung hô, nó đem cái cờ trắng của nó là nó giết người, rồi hát lại luôn. Nó mày không, mày không biết là tao. Giờ ông nãy giờ tôi có luật gì, ông làm ơn ông ra sửa xe giùm cho tôi nha. Lúc đó thầy thổi vô mặt nó, thầy nói ám mày đi bắt chị Hồng, thầy nhớ bao nhiêu thầy thổi, thầy đã niệm ám niệm bắt gì không, trời ơi một cái người độc ác chỉ nó biến thành một vị Bồ Tát, nó ngoan ngoãn nó chở thầy ra. Rồi cái cây này là phần ngang, thì bây giờ nó con người độc ác nó trở thành một cái con người thường, không phải là cái người của KKK Ku Klux Klan nữa. Ảnh vẫn còn sai, khánh ấy tao tháo ra hết rồi, nhưng mà giờ tao mệt quá, tao có đồ nghề tao gắn vô. Trời ơi, cái mặt trước của này nè, canh đổi là ngược rồi, gắn vô thì nó, ấy ấy ông làm gì vậy, ông uống đến cái lon bia thứ sáu rồi sao ông gắn vô gắn được anh? Tao gắn được hả? Tao gắn được, thôi ta mở gắn lại, mở ra gắn lại. Trời ơi, mình tin tưởng là cái người đó là trời Phật gửi xuống, mà gửi cái người mà đi giết mình, mà đã bị sai đủ gắn vô lộ mà thầy đứng ông mà ông gỡ lại. Gỡ ra gắn vô y chang đúng. Đề mày đề thử coi. Rét cái đầu tiên hả gì ra Phật. Rét cái đầu tiên rung một cái. Mẹ ơi cho con đi. Trước thầy á, mà nó trở thành con người á, bây giờ nó còn đang Bồ Tát, chắc nó đang sai thuốc. Nó đang sai nhiệm chú đại bi. Bây giờ nó đang sai thuốc, con đang án với đi bác Di Hồng. Nó là nó không có thể giết con được. Quý vị trong xe thầy á, có tượng Chúa Đức Phật lúc nào cũng có hết. Thầy rờ thầy nói á, thầy rờ xong cái tượng thầy bấm trong người nó, thầy án đi bắt dòng trong người nó để nó không lộ ra một cái con thú là sắp giết người. Vậy thầy nói cảm ơn ông nha, nếu mà không nhờ ông chắc là tôi chết ở trong cánh rừng này rồi. Thôi cảm ơn ông, God bless you, có nghĩa là tại vì ở bên Mỹ người ta là thờ Chúa không, God bless you, see you later. Chứ mà see you lấy đồ, tôi cho ông luôn bộ đồ á, cho luôn cái bộ nghề thun luôn, cho tiền cho bạn. Thầy đi lên trong này, khi mà thầy về lại thầy kể câu chuyện cho thầy cô nghe, thầy cô nói không phải đâu con gặp ác quỷ, nhưng mà nhờ niệm Phật người ta không hiện hành ra là ác quỷ. Rồi trong cuộc đời này quý vị, thầy có đôi lúc đó, thầy khiếm nhã đối với các em ngồi trên bộ trống la hét, nhưng mà cái đó không phải là thầy, tại lúc đó thầy đang chọc cười các em, hoặc là thầy là một cái nhân vật đang dạy các em. Thầy nóng giận là gì? Thầy nóng giận những người lợi dụng thầy, như thằng Khánh Hoài ở ngoài Bắc, ở Nam Định, nó học thầy để thầy lên với nó, rồi nó không có tiền, mà trong khi nó là có xe hơi, nó nhà giàu, làm cho thầy nóng. Và các em vô con nó trời ơi, thầy cũng sân si, ngọn chửi không đó, tôi thầy chửi hoài chứ đâu phải thầy chửi các em. Thầy nên nhớ, khi thầy nghiệm lại cái câu chuyện đó, thì ngày mai lúc lớp Thiên Nam thầy sẽ kể tiếp. Một anh bóng đó, anh dừng lại xe thầy bị hư, hai cái khoảng cách khác nhau, cũng một cái thách xịt nó cách nhau khoảng 100 mile, thầy bị lại thằng thứ hai đó. Thầy đi bộ, thầy dừng cái xe, thầy đi bộ vô một đoạn rừng, thì thầy bị chó nó đi theo nó cắn. Thì thầy vừa đi, thầy vừa đi, nếu mà thầy kể cảm thấy nó không còn cái hay nữa, thì thầy gõ cửa đụng người, thầy một cái người nửa nam nửa nữ ra trả lời. Rồi họ có điều kiện, ok, tao giúp cho mày cái này, nhưng mà mày phải làm tình với tao. Trời ơi, thầy nghe một cái thầy hoảng hồn. Tao xấu lắm, là lại sao thầy nói tiếng Anh với nó, tao xấu lắm, tao đâu phải là Mỹ như mày mà mày thích tao, mày đòi làm tình với tao. Rồi câu chuyện đó ngày mai kể nha quý vị. A Di Đà Phật. Rồi để kết thúc chương trình thì cảm ơn tất cả quý vị bấm giùm cho thầy, dù biết hay không quen biết, dù thương yêu hay ghét hay hờn thầy, cũng bấm giùm cho thầy thì đang bị chậm để đủ credit vào khoảng 100 người, rồi sau đó một tháng nữa nó mở thầy, thì cái cuốn này nó sẽ lên trở lại để cho các em học. Và em thấy là một cái kinh nghiệm vừa học được và vừa hiểu đạo, hiểu đời. Nhưng những cái bài có thật mà thầy đang nói với các em,
biết làm sao biết được cái người đó từ cõi trời xuống là tại vì người ta xuống đây là người hình tướng người ta rất là đẹp, thâm tướng rất là đẹp, không cần phải thẩm mỹ. Còn tất cả những người đẹp mà từ thẩm mỹ không phải cõi trời mà từ trợ trời nha. Trợ trời là cái chợ đời chứ không phải là từ cõi trời. Còn cái thân tướng của người mà từ cõi trời xuống đây là nam hay nữ đều đẹp hết, và họ có một cái mùi hương đặc biệt, không phải là mùi hương của nước hoa. Rồi thì cho các em biết chỉ hai vấn đề đó, thì cảm ơn tất cả quý vị các bạn thật là nhiều nha. Rồi thầy chấm dứt bằng một bài mà thầy hòa âm cho nữ ca sĩ Khánh Thùy hát. Cái bài Vì Đó Là Em quá nhiều rồi. Sau đây xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm có ý nghĩa hơn nha. Bài nhạc lính thật là hay, Một Chuyến Bay Đêm, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Khánh Thùy, phần hòa âm của thầy.